chú, anh chị nào đang bị đau nhức xương khớp này, viêm khớp, thoái hóa khớp, tê bì chân tay, loãng xương thì hãy sử dụng ngay cho em với sản phẩm sữa Alpha Glycol của bên em nhé. Đảm bảo với mọi người là sau 10 ngày, xương sẽ có hiệu quả liền, đỡ hẳn luôn, không còn phụ thuộc vào thuốc tây, thuốc giảm đau. Và sau 30 ngày là xương khớp sẽ chắc khỏe, bớt đau nhức hẳn này, đi lại vận động dễ dàng. Mình không cần phải lo lắng về loãng xương, thoái hóa khớp hay là các cái biến chứng bệnh xương khớp đâu ạ. Và ngày hôm nay, nhân dịp sinh nhật công ty lần thứ 5 thì cô chú anh chị nào đặt hàng trong livestream này sẽ được một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn cho mình. Khi mà mình mua cho em là 3 hộp sữa ở đây thì sẽ được tặng kèm cho em một món quà, đó chính là một hộp giải độc gan Hevonia này mọi người nhá, trị giá là 750.000 đồng, duy nhất tại livestream ngày hôm nay thôi. Và đây sẽ là quà tặng không bán mọi người nha. Và cô chú anh chị nào mà mình đã có cái sản phẩm là giải độc gan này rồi thì công ty của bên con là sẽ dành tặng để cho mình là một hộp glucosamine giúp là bổ sung dinh dưỡng này, tái tạo các cái mô sụn khớp đó. Và nếu chúng ta đã có cái glucosamine này rồi thì bên em sẽ tặng cho mình đó chính là một hộp omega 369 này nhé, giúp là giải thoái hóa võng mạc, ngăn ngừa sơ vữa động mạch này. Và chỉ trong livestream ngày hôm nay thôi, khi mà cô chú anh chị đặt hàng thì mình sẽ nhận được một trong ba cái món quà ở đây, và duy nhất tại livestream này thôi, một cái chương trình gọi là quá hấp dẫn, quá đặc biệt cho mọi người luôn. Vâng ạ, và đây là một trong những cái dòng sữa non tốt nhất trên thị trường hiện nay, với 100% nguyên liệu được nhập khẩu từ Mỹ cho em ạ, với các cái thành phần vượt trội hơn hẳn so với tất cả các cái dòng sữa khác trên thị trường hiện nay. Trong cái sản phẩm sữa này của bên em thì sẽ có những thành phần ví dụ như là colostrum này, hay là beta glucan này, aquamin từ tảo đỏ tự nhiên sẽ giúp là gì, bổ sung canxi tự nhiên dễ hấp thu. Và tất cả những thành phần này thì đều giúp là gì ạ, bổ sung canxi cho xương, rồi là giảm đau nhức xương khớp rất là hiệu quả luôn. Và gì ạ, sau 10 ngày sử dụng là đã có hiệu quả luôn rồi mọi người nhá. Mình sẽ cảm thấy là đỡ đau hơn này, giảm nhức mỏi luôn. Khi mà mình sử dụng đủ cho em là một liệu trình 30 ngày thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe hẳn lên cho em này, đi lại, vận động một cách linh hoạt, trơn tru, đi tập thể dục hay kể cả là chơi thể thao cho em cũng hoàn toàn thoải mái nhá. Ngoài ra thì còn bổ sung cả lợi khuẩn và kháng thể IgG rất là tốt cho những ai mà có sức đề kháng kém này, hay là chúng ta mới ốm dậy, hay là những ai mà chúng ta mới phẫu thuật. Và đặc biệt cho em là những người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe, hay là người mắc bệnh tiểu đường thì sử dụng cho em với sản phẩm sữa non của bên em hoàn toàn thoải mái mọi người nha. Mọi người thấy rồi đúng không ạ, thời tiết gần đây thì thay đổi một cách liên tục luôn, nên là cô chú anh chị nào mà đang gặp cái về tình trạng là mình bị đau nhức xương này, đau mỏi gối, cổ, vai, gáy rồi thì đã cảm thấy là rất là mệt mỏi, rất là khó chịu rồi đúng không ạ. Đó, mệt mỏi, khó chịu này sẽ làm cho cái hiệu suất công việc của mình là bị giảm sút đi rất là nhiều luôn, và kéo theo đó là rất nhiều những cái vấn đề hệ lụy mọi người nhá. Và đây là một cái dòng sữa non được nghiên cứu rất là bài bản, phải nói là dành riêng cho bệnh xương khớp ở người cao tuổi đấy mọi người ạ. Với sản phẩm sữa non Alpha Glycol này của bên em đã rất là nổi tiếng và các cô chú anh chị không còn xa lạ gì rồi đúng không ạ? Và hiện tại thì đã có 500.000 sản phẩm được bán ra chỉ từ đầu năm nay thôi, và rất là nhiều anh chị này, cô chú đã sử dụng và cảm thấy kết quả tuyệt vời rồi ạ. Những anh chị cô chú nhá, giúp em chú ý một cái điều là phía bên trên hộp là chúng ta sẽ có dán cho em là kiểm định của Cục Kiểm định Chất lượng và có tem chống hàng giả của Viện Khoa học và Hình sự Bộ Công an cấp, nên là mọi người yên tâm khi mà mình mua cho em cái sản phẩm này. Ngoài ra trên vỏ hộp của sản phẩm sẽ còn có cho mình là mã vạch này, đó, mã QR để mình có thể là kiểm tra hàng, thông tin chính hãng bằng cái phần mềm là iCheck ở trên điện thoại, kiểm tra rất là dễ dàng luôn. Ở dưới hộp của sản phẩm cho em ạ thì mọi người sẽ thấy là có in hạn sử dụng tới năm là năm 2025, nên là khi mà mua hàng thì hãy kiểm tra đầy đủ thông tin cho em mọi người nhé. Nếu như mình nhận hàng mà không đúng như những gì mà em đang nói ở đây thì mình không cần phải thanh toán tiền luôn mọi người nha, kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn ạ. Cháu ơi. À dạ vâng, con là cô ạ. Hôm nay cô đến lấy sữa đúng không cô? Đúng rồi. Vâng, con mời cô vào đây. Ôi, trách tưởng là hôm nay con đang phát livestream trực tiếp thì không biết là con có thể nhờ cô là đưa cái cảm nhận của mình cho quý vị khán giả biết không ạ? Nhưng mà có sao không đấy? À, không sao đâu cô ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vân, năm nay 50 tuổi. Thì tôi bị đau nhức cái xương khớp này này. Mà những cái hôm trái gió trở rời thì đau nhức không thể chịu được, mất ngủ triền miên luôn vì đau. Dạ vâng ạ. Chắc chắn rồi là khi mà mình bị đau xương khớp đúng không, thì ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất là nhiều này. Khó ngủ, ăn không ngon được. Rồi 2-3 năm nay nữa cô tê bỉ hết cả chân tay lên. Dạ. Xong bắt đầu là nó cứ buồn bực chân tay như cái kiểu là nó có cái con gì nó bỏ trong cái khớp của mình ấy.
rồi cứ trái gió trở trời thì không thể nào mà chịu được cháu ạ. Thế không biết là hàng ngày cô có hay tập thể dục thể thao không ạ? Cô có tập, thế nhưng mà nó cũng gọi là chỉ đỡ đỡ được một phần nào, vì từ cái tuổi này thì chỉ chủ yếu là đi bộ với vận động nhẹ thôi. Vâng, phải công nhận là gian chân cô nhỉ, cũng tìm mọi cách rồi đúng không ạ? Thì không biết là tại sao cô lại biết đến cái sản phẩm sữa Alpha Uragon của bên con hả cô? Cô ấy thì đi chạy sữa rất là nhiều rồi. Thế là nói chung là cứ ai mách cái gì thì cô dùng cái đấy. Nào là thuốc Tây này, rồi thuốc Đông Y này, rồi thuốc Bắc này, rồi thực phẩm chức năng. Ai mách cái gì là cô dùng cái đấy. Mà tốn rất là nhiều tiền cũng không có hiệu quả gì cả. Thế là tình cờ có một bà bạn, bà mới bảo là chị dùng thử cái sản phẩm này đi. Em dùng rồi, em thấy là chân em đã đỡ là rất là nhiều đấy. Thì cô vui vui, cô uống thử thôi. Thì thấy là cái hương vị rất là ngon này, rồi dễ uống. Thế cô mua thêm mấy hộp nữa cô uống thì là cô thấy nó cứ đỡ dần đi. Bây giờ thì đỡ rất là nhiều rồi. Thế không biết là cô dùng được bao nhiêu lâu thì bắt đầu là thấy có hiệu quả cô? Ôi, nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà nó đỡ đâu cháu ạ. Nói chung là nó phải tầm đến ngày thứ 25-30 thì nó mới bắt đầu cứ đỡ dần lên đấy. Chắc chắn rồi ạ, mình phải kiên trì sử dụng sản phẩm chắc chắn là có hiệu quả đúng không ạ? Thì hôm nay là cô đến để lấy sữa đúng không? Hiện tại là bên con cũng đang có cái chương trình khuyến mãi đấy cô ạ. Chắc là cô cũng được các bạn tư vấn đúng rồi. Rồi, hôm nay nhất định là cô sẽ mua 3 hộp này để được bên chào tặng một phần quà. Đúng rồi. Vâng, con cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ là con mời cô ra kia để các bạn sẽ gọi để cô mang về cô nhá. Cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn cô ạ. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn cô. Dạ vâng ạ, những cô chú anh chị nào đang bị đau mỏi cổ vai gáy này hay là tê bì chân tay, thoát vị đi đệm ạ, tất cả những cái vấn đề về xương khớp và đặc biệt cho em là người lớn tuổi, người cao tuổi thì cần phải bổ sung rất là nhiều canxi nano, rồi là vitamin D3 và MK7 mọi người nhé. Và chúng ta chỉ cần là bổ sung bằng cách gì ạ? Sử dụng cho em với sản phẩm sữa non Alpha Uragon này của bên em. Đây mọi người ơi, ông bà nội của em này cứ thay đổi thời tiết là y như rằng luôn, đau nhức khắp người, bà còn bị thoái hóa khớp gối nữa, đi lại rất là khó khăn. Nhìn ông bà thì em thương lắm mọi người ạ. Và khi mà em mua biếu tặng ông bà nội của em nha, hộp sữa non Alpha Uragon này thì chỉ nửa tháng thôi là hiệu quả một cách rõ rệt. Ông bà đây còn nói hẳn với em luôn là cái tình trạng đau nhức này giảm hẳn. Đó, và đi lại rất là dễ dàng, đi lại tốt hơn. Dạ vâng, con đang được feedback của cô Thu này. Người thật việc thật đây rồi, không phải lo. Già thì ai chẳng xương khớp. Đúng là có sữa này cô mừng hẳn. Mà các con cô cứ bảo là phúc đức đấy. Dạ vâng ạ, con cảm ơn feedback của cô Thu rất là nhiều nhá. Nghe xong mà cảm thấy ấm lòng hẳn luôn. Đấy mọi người ơi, mọi người nhớ giúp em nha, là mình sẽ chỉ có duy nhất là 100 suất sữa ưu đãi trong chính cái livestream ngày hôm nay thôi ạ. Đó, và để chúng ta đặt hàng chính hãng thì mọi người ơi, hãy nhanh tay để lại cho em là số điện thoại để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất mọi người nhá. Nhanh tay để lại cho em số điện thoại. Hiện tại thì em đang thấy là có rất là nhiều bình luận đặt hàng rồi này. Dạ vâng ạ, em đang thấy là chị Minh Phương này có đang để lại comment là cho chị tiếp bao hộp nữa đi em, địa chỉ cũ nhé, sữa tốt lắm, ông bà chị đều thích cả. Dạ vâng ạ chị ơi, mình yên tâm cho em là cứ để lại số điện thoại là em sẽ lên hàng thành công cho mình rồi nhá. Chú Mạnh cho chú thử một hộp. Dạ vâng ạ, chú Mạnh ơi, chú yên tâm cho con là với sản phẩm sữa non Alpha Uragon này thì được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ nên là cam kết về chất lượng của sản phẩm, chứ cứ thoải mái sử dụng ạ. Cô Hồng Hạnh có comment này, cô uống 2 hộp rồi, khớp cũng đỡ cô rất nhiều, tay chân hết tê bì hẳn, tốt chưa ạ? Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều nhá. Chị Hoa Hoa bao hộp này, em đang thấy là anh Tuấn Anh có 1 hộp rồi, cô Hà Lê mình có 1 hộp ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị nhá. Hiện tại là hệ thống đang báo bên em là đã có 40 đơn rồi và chúng ta chỉ còn 60 suất cuối cùng thôi, đúng 60 phút cuối cùng thôi mọi người nhá. Hết là chúng ta sẽ phải mua sữa với cái mức giá gốc đấy ạ. Và hiện tại thì có rất là nhiều bình luận đặt hàng ở phía bên dưới livestream, nhưng mà thời lượng của livestream này thì em cũng không có nhiều nên em cũng xin phép là sẽ dừng cái buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Cô chú anh chị đang có thắc mắc gì thì mình có thể liên hệ trực tiếp qua inbox này hoặc là gọi điện đến số điện thoại hotline bên dưới mọi người nha. Đặc biệt là cô chú anh chị nào còn chưa nhận được cái chương trình ưu đãi có 102 này ạ thì hãy nhanh tay tiếp tục để lại bình luận số điện thoại bên dưới để chúng ta sẽ được đặt hàng mọi người nhé. Và bây giờ mình chỉ còn là bao nhiêu ạ? 40 suất cuối cùng thôi mọi người ơi, 40 suất cuối cùng thôi. Em xin phép là sẽ dừng livestream ở đây và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong những livestream tiếp theo nhé. Chào mọi người ạ.